con đi chơi có vui không? Dạ vui. Chúc bạn My sinh nhật vui vẻ nha. Mình cảm ơn bạn. Ủa, mà sao giờ ba con chưa tới đón nữa? Hẹn ở đây mà ta. Dạ chắc là tại vì ba con đến trễ đó, tại vì ba con phải đi làm đêm nữa. Làm đêm thì làm đêm, nhưng mà không thể để con ở đây một mình được. Cô gọi điện thoại cho ba con nha. Thôi thôi, con đừng gọi cho ba con. Ba con mất làm rồi, ba con giận vậy á. Trời, nhưng mà để con ở đây một mình là không được. Thôi, bây giờ mình đưa bạn về nhà chung nha con. Dạ. Đi, đi với cô nha. Dạ. Mặt mẹ là trăng, như đêm rằm ấy, sao mà tròn vậy, mát suốt đời con. Sao giờ này ba chưa về nữa ta? Là trăng mặt con, đêm xuân thanh nhẹ, cho giàu lòng mẹ bao nhiêu ánh vàng. Con ăn hết đi. Dạ ơi, con sợ ăn hết lắm. Hôm nay là sinh nhật của con mà, ăn hết đi, ăn nhiều vô đi rồi mẹ mua cái khác cho con ăn. Mua kem cho ăn nha. Dạ. Con lại đây ngồi với mẹ nha. Dạ. Mẹ đi mua kem cho con ăn, chịu không? Dạ chịu. Ủa sao mẹ khóc vậy? Mẹ không có khóc đâu con. Con ngồi đây nha. Mẹ dạ. Đi mua kem cho con ăn nha. Mẹ đi nhớ về liền nha mẹ. Mẹ biết rồi, nhớ rồi con. Ngồi dạ. Yên nha. Con trai ơi. Ba. Thưa ba, mới đi làm về. Ơi, giỏi quá ta. Rồi. Rồi. Ủa. Ủa? Hôm nay ba còn phải lấy đồ về nhà làm thêm nữa ba. Thì ba phải mang đồ về nhà làm thêm. Cuối tháng ba mới có tiền đóng tiền học cho con chứ. Nhưng mà ba làm cả ngày mệt rồi, để con phụ ba nha. Ba làm một mình được rồi. Nè, nhiệm vụ của con á là con phải học thiệt là giỏi. Ba con làm cực bao nhiêu ba cũng vui hết, biết chưa? Dạ. Nè, đây có cơm cho con nữa nè. Ngon quá à ba. Rồi, bây giờ về phụ cho ba khiêng cái bao này vô rồi mình ăn cơm nha. Dạ. Nè, bữa nay ở nhà có học bài không đó? Dạ có, con đang học á ba. Ôi giỏi quá vậy ta. Dạ. Dạ ăn đi con. Dạ. Cơm ngon quá rồi ba. Nè. Ngon á thì con phải ráng ăn cho nhiều vô. Ăn nhiều khỏe mạnh nghe không? Dạ. Ba đi làm suốt như vậy á con mà bệnh là khổ lắm đó. Dạ. Không nghe con. Dạ. Ủa mà ba. Ngày mai ba làm cái gì đó ba? Thì ba cũng đi làm như mỗi ngày thôi. Có gì không con? Dạ, dạ không có gì hết nữa con. Ăn đi. Yeah.
Nhanh lên con. Dạ. Ba trễ giờ qua công trường rồi đó. Đây để ba phải làm cho. Rồi. Rồi, lên xe, lên xe. Dạ. Ừ, cẩn thận nha con. Dạ. Rồi, đi. Dạ. Nhớ rồi. Ừ. Nãy nãy chưa? Khách người ta nãy giờ hổ tôi quá trời luôn à. Dạ tôi biết rồi. Rồi, nhanh đi nha. Dạ dạ. Mở cửa cho ba con ơi. À, ba về. Ba về. Thưa ba, ba làm về. Ừ. Ủa, hôm nay ba bị bệnh hả ba? Ừ, ba làm nhiều nên là hơi mệt xíu con. Ba bị đau lưng hả? Để con đấm lưng cho ba nha nha. Ba không sao đâu con. Ba ngồi nghỉ xíu là khỏe rồi. Ừ? Vậy ba nhức đầu hả ba? Vậy để con xóa đầu cho ba nha. Ba đã nói là ba không sao. Ba ngồi nghỉ tí xíu là khỏe rồi. Ừ. Đi học bài đi. Ba con học rồi mà. Thiệt không á? Dạ thiệt. Ủa mà ba ơi. Ừ? Sao con thấy các ba mẹ của bạn khác á, đi làm là được nghỉ. Mà sao ba đi làm mà ba không được nghỉ vậy ba? Nếu như ba đi làm hoài như vậy, ba sẽ bị bệnh á. Nhưng mà con muốn ba sống lâu trăm tuổi. Thì ba mẹ của các bạn công việc khác công việc của ba. Từ hồi mà mẹ con bỏ đi á, thì ba một mình ba nuôi con rồi thì phải làm nhiều tiền mới có tiền cho con ăn học, hiểu không? Dạ. Nhưng mà ba làm nghề gì vậy ba? À, thì ba làm đủ thứ nghề hết. Ai kêu gì ba làm đó. Ba nói rồi, ba làm nhiều tiền để có tiền cho con ăn học. Mà đây là chuyện của người lớn, con chỉ cần học hành thôi, lớn lên con sẽ hiểu. Không có hỏi nhiều nha. Dạ. Vậy một giờ của ba làm được bao nhiêu tiền vậy ba? Ba đã nói rồi, không có được hỏi chuyện tiền bạc của người lớn. Đi học bài đi. Đi ba nói cho con nghe mà. Không mà. Đi, một giờ của ba làm được bao nhiêu tiền? Ba. Ba đã nói không nói chuyện tiền bạc nha. Đi, con đang nghĩ ba mà. Ờ thì 30-40 ngàn gì đó, được chưa? 30-40 ngàn là bao nhiêu vậy ba? Thì là 30-40 ngàn chứ bao nhiêu? Ba ơi, vậy ba cho con 20 ngàn đồng đi ba. Cái gì? Bữa nay con xin tiền ba nữa hả? À vậy là thì ra nãy giờ là con đấm bóp cho ba rồi ngồi đi tỉ tê với ba là xin tiền đó hả? Dạ. Con xin tiền để làm gì? Đừng có nói với ba là đi chơi game nha. Nè ba cấm con chơi game nha, tập trung học bài. Ba nói rồi nha, ba đi làm cực khổ để dành tiền để nuôi con ăn học nha. Không được chơi game đó, không có tiền bạc gì hết. Ba kiếm được 30-40 ngàn. Ba ơi, vậy ba cho con 20 ngàn đồng đi ba. Có phải mình đa nghi quá không? Lỡ như thằng nhỏ cần tiền mua tập vở hay đóng cái gì cho lớp thì sao? Học bài chưa con? Dạ rồi ba. Cái gì vậy? Dạ đâu có gì đâu ba. Con đang giấu cái gì sau lưng vậy? Con không có giấu gì hết ba. Đưa cho ba coi. Con không có giấu cái gì hết á. Ba nói sao? Nói dối là hư. Có đưa ra không?
con không có giấu gì đâu ba. Đưa ba coi. Cái gì vậy? Con ăn cắp tiền ở đâu vậy hả? Dạ đâu, con đâu có lấy của ai đâu. Con mới móc trong con heo đất của con ra nè, ba coi thử đi. Ủa, con cần tiền gì thì con nói ba một tiếng, tại sao con móc heo đất ra hả? À, thì ra là con xin tiền của ba, rồi ba không cho, rồi con móc heo đất ra đúng không? Dạ. Thôi được rồi, đây, ba cho tiền con nè. Dạ. Con cầm tiền đi, nói thiệt cho ba biết đi, con cần tiền để làm gì hả? Yeah, đủ 40.000 rồi. Ba ơi, ba bán cho con một giờ làm việc của ba đi. Con đang mua một giờ làm việc của ba hả? Dạ đúng rồi, tại vì á, hôm nay là sinh nhật của con. Con muốn ba được nghỉ ngơi và chơi với con. Con muốn chơi với ba, nhưng mà ba không có rảnh. Cho nên con mua một giờ làm việc của ba để ba chơi với con. Và sau này con sẽ rút thật là nhiều tiền cho con heo này để có thật nhiều giờ làm việc của ba. Ba xin lỗi con nha, ba hư quá, ba không biết gì hết á. Bây giờ vậy, nghe lời ba, mình bỏ tiền lại cho ông heo mình cất nha con. Bữa nay là sinh nhật của con, ba lo làm riết rồi ba cũng không nhớ gì hết. Từ đây về sau á, con muốn bao nhiêu giờ của ba thì con cứ nói. Ba nói thiệt hả ba? Ba nói thiệt, đừng có lén lấy tiền ông heo như vậy. Ba xin lỗi. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, bữa nay sinh nhật của con, con muốn bao nhiêu giờ cũng được hết, không cần phải mua, miễn phí hết. Ba sẽ đưa con đi chơi, con đi đâu con cứ nói ba nghe đi. Ừ. Con thích chơi xích đu ở công viên á ba. Được. Bây giờ vậy nè, hai cho con mình thay đồ đẹp đi ra công viên chơi đu quay được không? Con bây giờ được mặc đồ đẹp rồi, ba cũng phải mặc đồ đẹp nha ba. Rồi, bây giờ hai cho con mình vô thay đồ đẹp đi chơi nha. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trao tình yêu thắm thiết để mai này không nuối tiếc. Phút giây bình yên luôn sống vui là hạnh phúc.